bạn ấy không ngóc đầu lên luôn kìa, dí theo bạn ấy. Ok, winner. Rồi bây giờ ai nữa? Tiếp theo ai? Bạn thắng rồi, không lần nào ngóc đầu lên cả. Vậy cũng giỏi lắm rồi, bơi quá đẹp rồi. Rồi tới phiên Khải, thở nước cái đi rồi làm. Nhớ nha, đừng có lặn xuống nha, cái tay ngang với mặt nước nè.